Hello, xin chào các đồng chí, anh chị em các bạn thân mến của Lê Minh. Hôm nay là chiều thứ bảy Bắc Mỹ Mountain Time. Chúc anh chị em các bạn ở quê nhà luôn luôn phấn đấu và vượt khó để trở thành những người công dân của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, luôn luôn biết đứng trên đôi chân của mình và phấn đấu không ngừng, chứ không phải cái gì cũng lên mạng cứ phàn nàn. Nhìn thấy mấy thằng chống cộng, mấy cái đám mà nó cuồng Mỹ, nó cuồng tư bản, nó lên mạng, nó cho quý vị ăn bánh vẽ của quý vị, tưởng đâu thật. Cũng chính vì lẽ đó mà Lợi Minh có mặt trên cái Facebook không gian mạng này để cùng với anh chị em các bạn, chúng ta mỗi người một tiếng nói, chung tay để đặng mà vạch mặt những cái thành phần mà nó xuyên tạc, nó chống phá đất nước. Mục đích của anh em chúng ta là như thế, đó là một cái trách nhiệm bổn phận của mỗi một người công dân Việt Nam, đó là một, cũng là một cái tinh thần yêu nước rất là thiêng liêng, cho nên chúng ta cần phải gìn giữ những cái tinh thần đó, anh chị em các bạn. Tôi cũng giống như mấy anh chị em các bạn trong và ngoài nước thôi, mình cùng nhau góp bàn tay xây dựng đất nước mình ngày một tốt đẹp hơn. Các bạn biết bao nhiêu xương máu những người đã nằm xuống cho chúng ta có một đất nước Việt Nam tốt đẹp như ngày hôm nay. Chúng ta phải biết gìn giữ lấy. Không có xã hội nào mà nó không có bất cập cả. Không ít thì nhiều, không nhiều thì ít. Nhưng mà anh chị các bạn đừng nghĩ cái xứ tư bản Mỹ hay là cái vùng trời ở bên kia bờ đại dương nó là như một cái thiên đàng, nó không có đơn giản vậy đâu. Cho nên tôi lên mạng này tôi chia sẻ để anh chị các bạn thấy những cái nan đề ở xứ người, nó trồng chất ngổn ngang. Biết rằng ở quê hương nó cũng có, nhưng mà nếu mà mỗi chúng ta lên trên mạng này cùng chung tay góp tiếng nói xây dựng cho nó tốt hơn thì xã hội Việt Nam ngày càng nó sẽ tốt hơn, và mình sẽ có một xã hội, một chính quyền, một cơ chế, một pháp luật ngày một nó tốt đẹp hơn. Chứ không phải như các bạn ngồi đó cứ mơ. Tôi thấy mỗi người cứ lên, nhiều khi tôi chia sẻ những cái mà sự đổi mới phát triển của đất nước, một số người họ không thích. Họ luôn chỉ muốn nhìn Việt Nam là phải nghèo, khổ, tụt hậu. Và họ cứ ngó ở bên kia bờ đại dương. Hôm thì tôi có chia sẻ một cái câu chuyện của một người Việt Nam ở bên Canada ăn được bát phở, mừng ơi là mừng. Gặp mấy ông Việt Kiều Canada vô chửi tôi tan nát luôn. Các bạn thấy nó chửi tôi, nó nói nó ở bên Canada nó đâu có thấy cái tình trạng như vậy đâu. Mà tôi nói chỉ có bà một điều, tôi cảm mỗi một ngày qua đi tôi cảm thấy rất là vui. Những người Việt mình ở hải ngoại đó, họ càng nhìn thấy ra được những cái sự thật, và họ dám quay lên những cái đời sống thật sự ở bên hải ngoại, ở bên Canada hay bên Mỹ, ở xứ người, để cho những người khác họ không có bị lầm đường lạc lối đó. Họ ngồi đó họ mơ tưởng, đó là một cái điều tôi rất là vui mừng anh chị các bạn. Cuộc sống ở xứ người không phải là qua tới xứ người ta rồi là lên được thiên đàng đâu. Tôi nói anh chị có cơ hội đi để mình học hỏi, để mình làm ăn, để mình tiến thân thì đó là một cái điều tốt, không có gì sai cả. Nhưng mà đừng có đi ra khỏi quê hương rồi bắt đầu quay qua trở mặt, rồi bắt đầu làm như ta đây rồi. Ta đây trở thành Mỹ vàng, Canada vàng, hay là Châu vàng, Úc vàng, hay là Pháp vàng, là bắt đầu quay lại quê hương, bắt đầu xuyên tạc chống phá. Mẹ ơi, trong khi đó ở cái xứ người, mình sang xứ người ta mình chỉ làm lao nô thôi. Xứ dân bản xứ nó cũng coi mình là một cái dân, gọi là dân hạ đẳng rồi. Tôi nói thật một cách gì đó, chứ nó cũng có coi mình ra cái giống ôm gì đâu. Mà cứ mỗi lần đụng tới nước Mỹ hay nước Canada hay là châu Âu là một số những người Việt của mình họ nháo nhào lên. Họ chửi, họ đuổi về Việt Nam ở. Các bạn thấy nó có cái người Việt của mình nó làm sao đi á. Trên không gian mạng này các bạn thấy cái con người Việt của mình, tôi nói họ sống rất là ảo, họ sống ảo khủng khiếp. Nhiều khi nhiều khi tôi lên tôi thấy rất là đáng tiếc.
cho nên các bạn thấy cũng chính vì sự ảo tưởng mà nó tạo ra những cái nan đề trong cái cộng đồng mạng của người Việt, Facebook nói riêng và những cộng đồng nơi khác nói chung. Còn rất là nhiều những cộng đồng mạng nơi khác mà anh chị các bạn chưa có tới, tôi thì tham gia khắp không riêng gì Facebook. Cho nên thì trên này mỗi người mỗi một góp một tiếng nói để mình xây dựng quê hương đất nước mình, mặc dù mình không làm được gì nhưng những cái tiếng nói của mình, anh em chúng ta, nó rất là quan trọng anh chị các bạn. Không phải lên đây để múa rìu qua mắt thợ, để gọi là tôi là đại gia tôi là cái gì đó ghê gớm là quân hàm đồ, cái gì cũng đeo lên hết cấp bậc cấp tá thì cũng đeo lên ở trên mạng hết rồi xong rồi bắt đầu đấu đá lẫn nhau, ơi dạ khủng khiếp. Cho nên trên cái không gian mạng này ai kiềm chế được thì kiềm chế thôi chứ các bạn. Còn mục đích của chúng ta làm sao tập trung vào cái tư duy là mình chống lại những thành phần nó xuyên tạc chống phá đất nước, bảo vệ sự bình yên của quê hương mình, bảo vệ tổ quốc của mình. Các bạn đừng nghĩ tiếng nói của anh em chúng ta trung thật ở trên này nó góp phần ổn định trật tự xã hội Việt Nam rất là tốt chứ không phải là không đâu. Có những nhiều người họ không hiểu, họ không biết, họ lên mạng họ bị mấy cái đám chống cộng trong và ngoài nước, cái đám dân chủ cụi đó, rồi mấy cái thành phần nó ra nước ngoài rồi bắt đầu nó cuồng, nó cho ăn cái bánh vẽ, ngồi nó phái ngồi đó cứ mơ tưởng cái đất Mỹ hay là mơ tưởng cái đất Canada hay là cái bên châu Âu, màng nó hơi nó cũng khiếp lắm chứ nó không có đơn giản vậy đâu. Tôi nói chị các bạn, còn những gì mà tôi chia sẻ thì tôi cố gắng làm sao cho nó chính xác để chuyển những cái lời nói của tôi về với quê hương với những người khác mà họ chưa có cơ hội để họ hiểu biết về cái xã hội Mỹ. Anh chị em các bạn nào mà có kênh thì các bạn cứ tự nhiên mà lấy thôi, không cần phải hỏi tôi, không cần phải cứ hỏi tôi có kênh không, tôi không có kênh. Các bạn thấy thời gian của tôi, cuộc sống của tôi nó cũng bận rộn lắm. Nhiều khi tôi tranh thủ ngồi trên xe, thời gian đi xe, nhiều khi thấy cái gì đó hay là có cái đề tài vậy hay gì, tôi bắt chợt và tôi chia sẻ anh chị các bạn. Chứ không phải tôi ngồi ở nhà rồi dàn cảnh rồi làm giống như là nhà báo hay là một cái kênh gì đó nó mang tính cách chuyên nghiệp. Tôi thì không có thời giờ và tôi không có làm, tôi không có mục đích làm gì. Có lần nhiều khi anh chị các bạn đưa những cái link mà những cái kênh mà của anh chị các bạn quay những cái bài chia sẻ của tôi mà tôi vào tôi xem á, ở bên này tôi xem á ít khi nào tôi xem lắm, nhiều khi tôi xem lại tôi thấy quảng cáo 3-4 lần vậy đó, thì tôi cảm thấy rất là vui. Bởi vì các bạn lập được kênh mà các bạn có cái sự quảng cáo như vậy, các bạn kiếm được cái nguồn tài chính để mình thu nhập được thì điều đó tốt, mừng cho các bạn. Chứ còn tôi không có kênh, tôi không có lập kênh lập gì chân á. Tôi nói tôi nghĩ sao tôi nói vậy à, tôi không có nói cái kiểu giống như là thuộc lòng hay là sắp xếp và viết sẵn. Các bạn thấy có bao tôi like ít khi nào mà tôi ngồi ở nhà, tôi cũng bận rộn công chuyện đủ thứ, thành ra tranh thủ dữ lắm. Thời gian bên này, thời gian là tiền bạc, khi cái kim đồng hồ nó quay là con người ta nó quay cuồng rồi. Thành ra các bạn không cần phải hỏi tôi có kênh, tôi thấy có nhiều người cứ hỏi tôi có kênh không, kênh tôi không có kênh, tôi thích sống sao cho nó đơn giản. Còn những cái chuyện gì của cá nhân ai thì tôi nghe thế này thế nọ, nhưng mà tôi không có chút tâm lắm đâu. Con người của tôi chỉ có quê hương, tổ quốc, đất nước Việt Nam là tôi, nó ăn sâu vào trong cái con người của tôi. Tôi chỉ nhìn những gì mình làm sao cho đất nước mình nó tốt đẹp hơn. Còn những cái nan đề tôi nói anh chị các bạn, nhiều khi anh chị các bạn lên trên mạng đưa ra những cái bất cập nan đề trong xã hội Việt Nam mà báo chí nó đã đưa, nó truyền thông nó đã đưa đó, thì mình cố gắng làm sao đưa cho nó chuẩn mực, mình đừng có thêm mắm thêm muối khiến cho dư luận họ hoang mang.
Tại vì những cái nan đề của xã hội trong một đất nước phát triển như Việt Nam thì không thể nào tránh khỏi đâu anh chị các bạn, không thể nào tránh khỏi. Tôi nói anh chị các bạn, những câu chuyện ở đất Mỹ nó còn thương tâm ở Việt Nam rất là nhiều. Mặc dù các bạn nhìn những cái bề nở bên ngoài, cái xã hội, những cái hình ảnh xe cộ, đường xá, đô thị đồ, những cái sự chớp nhoáng màn hình đồ thế này thế nọ, thấy nghĩ rằng chắc là cái nước Mỹ nó là ngon lắm, nó là số 1. No, nó không coi như các bạn nghĩ đâu. Tôi nói anh chị các bạn, gần đây chính trị đồ, xã hội Mỹ nó loạn dã man, nó loạn khủng khiếp, hồn ai nấy dữ à. Cho nên thì tôi đang đi công chuyện, thấy cái hay hay thì like để truyền cái thông điệp của mình về với quê hương vậy thôi. Còn lên trên này để để kiếm được cái này cái kia hay được cái này người nọ tung hô thì tôi không nghĩ như vậy đâu. Tôi cũng rất là cảm ơn anh chị các bạn có những cái tấm lòng gọi là ủng hộ hay là chào hỏi, thì tôi rất lấy làm vui. Đó cũng là một cái sự khích lệ cho tôi khi mình đấu tranh chống lại những cái luận điệu xuyên tạc của những thành phần nó lên mạng, nó mị dân và nó tìm cách nó chống phá Việt Nam. Thì các bạn hỏi thăm hay là ủng hộ thì tôi lấy làm vui chứ không có gì cả. Nhưng mà tôi nhớ là tôi không có kênh nha, đừng có hỏi tôi. Kênh tôi, kênh Lợi Minh tôi, những người nào mà lấy kênh mà lấy tên tôi cũng không hài lòng đâu. Các bạn cứ tự nhiên mà lập kênh, lấy tên của các bạn hay là những cái kênh tên của các bạn. Nhưng tôi thấy có cái kênh mà gì đó cu tí cu tèo chăn trâu gì đó mới hỏi tôi vào tôi xem, tôi thấy quảng cáo cũng dữ. Thì tôi chúc mừng các bạn khi có những cái quảng cáo gì các bạn nhận được cái nguồn tài chánh thì mình cứ sống làm sao cho nó tốt được rồi. Nhưng đừng có vì những cái đồng tiền lên trên mạng này rồi con người của mình hư thân mất hết, thì đừng có làm như vậy. Đồng tiền mình tạo nó ra chứ đừng để đồng tiền nó xui khiến mình, nó biến mình trở thành một con người bất nhân bất nghĩa bất tài và gọi là phản bội lại quê hương tổ quốc chỉ vì những cái miếng ăn, miếng thừa, miếng cặn, rồi mình quay lưng chống phá đất nước, cấu kết với những thành phần chống cộng cực đoan ở hải ngoại và những cái đám dân chủ của trong nước. Cái đó điều đó rất là khinh bỉ. Tôi nói chỉ các bạn, thà mình nghèo mình sống cho nó sạch, mình nghèo mà làm sao cái lương tâm của mình nó không có cắn rứt, chứ đừng có gì những cái đồng tiền lên trên mạng rồi nói tầm bậy tầm bạ. Nhiều lúc tôi thấy mấy đứa trẻ trẻ trong nước nó không có hiểu biết ấy. Nó lên mạng nó bị những cái tụi mà chống cộng hay ngoại cho ăn bánh vẽ, tôi thấy nói chuyện các bạn rất là buồn. Cho nên chính vì vậy mà tôi có mặt trên đây để cùng với anh chị các bạn mình làm sao đừng để những con người như vậy họ lầm đường lạc lối, họ đi vào những cái bánh xe đổ, rồi tương lai không có, rồi cuối cùng vướng vào lao lý, nó không có đáng. Cho nên mình anh em chúng ta lên đây mình cố gắng làm sao giúp nhau để hiểu về những cái mô hình xã hội và cùng nhau sống cho nó tốt hơn thôi. Chứ cái đất Mỹ thì nó không phải như các bạn nghĩ đâu. Nhiều khi tôi chia sẻ mấy cái đám chống cộng nó tức lắm. Ngay cả những người trong nước mà họ nghe mà họ còn bực, mà họ tại vì nhiều khi họ có thân nhân ở bên Mỹ, họ có thân nhân ở bên nước ngoài nè, họ nghĩ rằng chà cái xứ Mỹ, cái xứ Canada chắc là ghê lắm. Chắc là dữ dằn lắm. Các bạn thấy không? Nè, giống như giờ nếu mà tôi quay qua như vậy thì các bạn thấy wow, nước Mỹ. Hả? Nó lớn như vậy hả? Nhà cửa đất đai. Màn ơi, đâu phải giỡn đâu anh chị các bạn. Đâu phải giỡn đâu. Hả? Nó cả một cái vấn đề. Hả? Thấy không? Nó cả một cái sự phấn đấu mà đâu phải dễ đâu. Đừng có gì những cái thứ vật chất như vậy mà khiến mình trở thành những cái con người
bất nhân, bất nghĩa, bất tài và vô dụng và trở thành phản bội quê hương đất nước. Khinh, mấy thành phần đó rất là đáng khinh anh chị các bạn. Thôi thì lại Minh like tới đây. Xin chào anh chị các bạn nha. Bye bye, 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 bye bye.